Chào mừng các bạn đến với Chống diễn biến hòa bình. Các bạn thân mến, báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020-2025 đã xác định việc đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng được quan tâm và đạt hiệu quả bước đầu. Có thể khẳng định việc làm tốt công tác đấu tranh phòng chống quan điểm sai trái thù địch trên địa bàn đã góp phần ổn định chính trị, bảo đảm an ninh quốc phòng, góp phần củng cố niềm tin của người dân và sự lãnh đạo của Đảng, giúp kinh tế thành phố phát triển nhanh và bền vững. Chống diễn biến hòa bình giới thiệu đến các bạn bài viết nhiều kỳ đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng nhìn từ thực tiễn. Bài 3: Nâng cao sức đề kháng trước các quan điểm sai trái thù địch của tiến sĩ Lê Hoàng Việt Lâm, bài đăng trên báo Sài Gòn Giải Phóng. Củng cố niềm tin bằng những hành động thực tiễn. Thực tiễn đấu tranh phòng chống và phản bác quan điểm sai trái thù địch của thành phố Hồ Chí Minh đã đem lại nhiều bài học kinh nghiệm quan trọng. Trong đó, quan trọng nhất vẫn là cần có nhận thức đúng về tinh thần của Nghị quyết 35 ngày 22 tháng 10, 2018 của Bộ Chính trị. Đảng ủy các cấp nhận thức rõ việc đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch là hoạt động có mục đích của Đảng nhằm vạch trần bản chất phản khoa học, phản cách mạng của các thế lực thù địch chống phá Đảng, góp phần củng cố niềm tin và hệ tư tưởng của Đảng. Mục đích của đấu tranh là bảo vệ, là củng cố niềm tin. Nếu chúng ta đấu tranh phản bác được nhiều quan điểm sai trái thù địch, nhưng niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào hệ tư tưởng, vào sự lãnh đạo của Đảng không tăng lên, thì cũng không có lợi ích gì. Do đó, cần xác định xây là cơ bản, chống phải quyết liệt, hiệu quả. Vì vậy, vấn đề cốt tử của mặt công tác này là giữ vững bên trong để tự bảo vệ, để đủ sức đề kháng trước các quan điểm sai trái thù địch. Muốn vậy, phải xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ liêm chính có trình độ thực sự, đấu tranh phòng chống tham nhũng hiệu quả, hoàn thiện và làm sáng rõ hệ thống lý luận về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân bằng những quyết sách, chủ trương đúng đắn, kịp thời, tăng cường đồng thuận xã hội. Bên cạnh đó, mỗi một cán bộ đảng viên, công nhân viên chức, nhất là người đứng đầu, cần nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch. Mỗi khi có nhận thức rõ, đúng và quan tâm sâu sắc thì người cán bộ, đảng viên mới có thể đề ra các kế hoạch, chương trình hành động để công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch mang lại hiệu quả thiết thực. Các cơ quan đảng cần có sự quan tâm đúng và trúng bằng cả tâm và tầm của mình trong các mặt hoạt động của cán bộ đảng viên, đoàn thanh niên, hội phụ nữ, nhất là trong các mặt công tác liên quan đến giáo dục chính trị tư tưởng. Thực tiễn cho thấy, để bất cứ một tổ chức hoặc nào hoạt động hiệu quả thì vai trò của người đứng đầu đóng vai trò quyết định. Một khi người đứng đầu có bản lĩnh chính trị vững vàng, nhận thức chính trị sâu sắc, đặc biệt là có thái độ chính trị tốt, thì chắc chắn họ sẽ luôn sát sao, chỉ đạo có hiệu quả về phòng ngừa đấu tranh các quan điểm sai trái thù địch. Trách nhiệm của từng cán bộ đảng viên. Đặc biệt, cán bộ đảng viên trong thực thi công vụ, bên cạnh việc dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm thì cần phải dám nói. Thực tế cho thấy, im lặng là thủ tiêu đấu tranh và làm môi trường dung dưỡng cho cái xấu nảy sinh và phát triển, và đó chính là cơ hội, mảnh đất màu mỡ để các thế lực thù địch tuyên truyền chống phá. Mỗi cán bộ đảng viên, đặc biệt là cán bộ chủ chốt của thành phố, cần phải nêu gương, bởi một tấm gương sống còn có giá trị hơn 100 bài diễn văn tuyên truyền. Chức vụ càng cao, trách nhiệm nêu gương càng phải lớn. Nêu gương là trách nhiệm, bổn phận, đạo lý của bất cứ mọi người đảng viên nào và luôn được quán triệt trong toàn đảng bộ. Việc nêu gương tưởng như mơ hồ, trừu tượng, nhưng nó được soi chiếu rất cụ thể vào mỗi cán bộ đảng viên trong mối quan hệ với người thân, gia đình, trong thực hành chức trách nhiệm vụ được giao. Nó được định hình từ việc có hoàn thành nhiệm vụ công việc của mình hay không, lập trường tư tưởng chính trị có vững vàng, kiên định, có tuyệt đối trung thành với đảng, với tổ quốc, với nhân dân hay không, đạo đức lối sống có công tâm khách quan không. Một khi cán bộ đảng viên nêu gương tốt, đó là cơ sở để không dính đến tiêu cực, tham mưu, lãng phí, quan liêu, đồng thời củng cố niềm tin của nhân dân đối với người cán bộ đứng đầu, nhân tố quan trọng để họ tin tưởng vào sự lãnh đạo của đảng và cũng là yếu tố quan trọng để phòng ngừa đấu tranh có hiệu quả các quan điểm sai trái thù địch. Đẩy mạnh các hoạt động báo cáo chuyên đề, tập huấn kỹ năng nhận diện, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong đoàn viên các cấp, nhất là lực lượng nòng cốt như hội phụ nữ, đoàn thanh niên, hội cựu chiến binh.
Thực tiễn tại thành phố Hồ Chí Minh cho thấy việc nhận diện đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch là rất khó, đòi hỏi nghiên cứu chuyên sâu. Vì vậy, các buổi báo cáo chuyên đề tập huấn kỹ năng là kênh giáo dục cung cấp tri thức tốt nhất phục vụ cho việc nhận diện đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái thù địch. Đặc biệt, cần có kế hoạch chương trình cụ thể trong việc phổ biến chuyên truyền giúp sinh viên trong các trường đại học cao đẳng và công nhân ở các công ty khu chế xuất, khu công nghiệp trên địa bàn nhận diện rõ âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch, từ đó tạo lập cơ chế tự phòng vệ, miễn nhiễm với các thông tin sai trái thù địch. Mặt khác, cần khắc phục sự yếu kém trong quản lý những nội dung thông tin trên mạng Internet, phản ánh phiến diện, suy diễn liên quan đến các vụ việc phức tạp, những bài viết thiếu tính chính xác, sai lệch bản chất và những vấn đề văn hóa chính trị tư tưởng đạo đức lối sống, tăng cường nâng cao chất lượng công tác kiểm soát, định hướng trong việc đưa thông tin chạy theo thị hiếu tầm thường, giật gân, câu khách của một số báo điện tử. Qua thực tiễn cho thấy, Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh đã rất quyết liệt thực hiện các biện pháp nhằm phát hiện đấu tranh có hiệu quả làm thất bại âm mưu hoạt động diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch, tổ chức phản động, phần tử cơ hội bất mãn chính trị, đấu tranh với những phần tử suy thoái về tư tưởng chính trị ngay từ cơ sở, tức từ các chi bộ, khu dân cư. Ngoài kênh báo chí, lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh cũng như ở cấp quận huyện duy trì gặp gỡ tiếp xúc để trực tiếp phản bác, đấu tranh trực diện với những đối tượng có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đồng thời đã phát huy hiệu quả vai trò của các cán bộ lão thành, hưu trí, đồng chí, đồng đội, có uy tín của các đối tượng để gặp gỡ vận động từng bước thuyết phục, hướng dẫn và chỉ đạo cấp ủy đấu tranh phê phán trong sinh hoạt tại từng chi bộ. Bên cạnh đó, lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh cũng thường xuyên chỉ đạo các lực lượng chức năng nắm tình hình diễn biến hoạt động trên Internet, mạng xã hội của các thế lực thù địch chống đối chính trị trong và ngoài nước, tăng cường nắm bắt thông tin phản ánh liên quan đến tập thể cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước để chủ động phối hợp xử lý và tham mưu lãnh đạo thành phố chỉ đạo xử lý giải quyết.